tuyệt sắc nữ đế giả mạo phàm nhân ẩn thế ba năm lại cùng một gã nam tử phế vật đính hôn ước thật tình không biết nam tử đúng là ma đạo thánh chủ làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt mà khi nữ đế không cáo tử mà trở lại hoàng cung mới phát hiện hắc liên ma giáo yên lặng trăm năm cũng ngang trời xuất thế mục đích chính là tìm kiếm một cô gái giống mình mà lúc này quan thần còn đắm chìm trong bi thống vợ mất tích nhưng lại bị thanh âm trong biển khơi đánh thức con ếch du lịch của ta trở lại mang về cho ta một thanh thánh hỏa lệnh người chấp thánh hỏa lệnh chính là tân giáo chủ của hắc liên ma giáo nó có thể chỉ huy tất cả các thành viên giáo phái quỷ đang im lặng trên thế giới cửa đại sảnh 24 kỳ 8 tứ đại hộ pháp tả hữu tôn sứ hắc liên ma giáo đã mai danh ẩn tích suốt 300 năm tất cả giáo dân đều ẩn mình trong bóng tối lặng lặng chờ đợi người nắm giữ thánh hỏa lệnh xuất hiện quan thần trăm triệu lần không nghĩ tới chuyến đi đầu tiên của một con ếch liền mang về cho hắn trí bảo quý giá như thế trong khi đó trong quan thiên các cách chỗ quan thần mấy ngàn dặm đại lượng cường giả khí tức thâm trầm hội tụ một đường đang nhìn chằm chằm trên bệ đá một thanh niên áo đen khoanh chân ngồi xuống khi thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra mọi người lập tức chấp tay thở dài thuộc hạ tham kiến phong đại hộ pháp ma giáo tứ đại hộ pháp phong lôi vân hồ thực lực đều là cảnh giới vũ vương trung thành với ma giáo lấy thánh hỏa lệnh làm tín vật tối cao mọi người hắc lên ma giáo ta chờ đợi mấy trăm năm hôm nay ngọn đèn trong giáo lại một lần nữa thắp sáng nghĩa là có giáo chủ mới ra đời theo chỉ dẫn tân nhậm giáo chủ ở ngay trong ngũ hành thần quốc truyền bản hộ pháp ra lệnh khởi động lại ma giáo mệnh bát đại đường chủ nhị thập tứ kỳ kỳ chủ theo bổn hộ pháp bái kiến tân nhậm giáo chủ lập tức khởi hành lời nói kết thúc một sức mạnh thầm lặng như đôi mắt muộn màng của sư tử tỉnh lại trong nam thiên châu to lớn khoảnh khắc tiếp theo trong ngũ hành thư viện của quan thần hai nữ tử đột nhiên xuất hiện ở hành lang thư viện bệ hạ đây chính là nơi ngài ẩn thế ba năm nữ tử mặc váy dài áo trắng nghe vậy khẽ thở dài một tiếng có vẻ có chút chua sót nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng như ẩn như hiện trong lầu các khóe miệng lại không tự chủ treo lên một nụ cười ngọt ngào ốc xá mặc dù lạnh nhưng lòng chấm rất ấm áp người này chính là hạ ngưng san là phàm tục cô nương làm bạn với quan thần ba năm là con gái riêng của đế chủ ngũ hành vương triều ba năm trước được bí mật đặt trong thư viện nhưng lại cùng quan thần bộc phát ra tia lửa tình yêu và tư định cả đời cô vốn tưởng rằng mình đã bị đế chủ vứt bỏ nhưng không ngờ không lâu trước đây đế chủ bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch chính mình lập tức bị bí mật triệu hồi dưới sự ủng hộ của cấm quân thiết kỵ leo lên đế vị cô hiện giờ đã một lần nữa khôi phục diện mạo cộng thêm thân phận hiện tại khó xử không lời nào diễn tả được sau đó hạ ngưng san trong lòng phức tạp cuối cùng đẩy cửa vào mà khi quan thần nghe được động tĩnh xoay người nhìn lại tâm thần không khỏi chấn động hay cho một nữ tử bế nguyệt tu hoa khuyên quốc khuyên thành chỉ là nữ tử này vì sao có loại cảm giác quen mắt hạ ngưng san quan sát một phen không chút để ý hỏi sao căn gác rộng lớn này chỉ có một mình ngươi quan thần chua xót lắc đầu nói trước kia còn có vợ ta nhưng cô ấy đã biến mất hạ ngưng san xoay người đôi mắt rủ xuống ngươi chưa từng tìm sao quan thần nghe vậy khẽ thở dài ta đã đi khắp mọi nơi nhưng thủy trung không có bất kỳ dấu vết nào nghe vậy hạ ngưng san nội tâm rung động xem ra ngươi đối với vợ có chút tình cảm sâu đậm nhưng có bao giờ ngươi nghĩ có thể cô ấy đã bỏ rơi ngươi một câu hạ xuống quan thần trầm mặc cuối cùng nặng nề lắc đầu không thể nào không cần quá nhiều lời nhưng chỉ có ba chữ này như lại kiên cố như bàn thạch nội tâm hạ ngưng san lại bị đả động sâu sắc hốc mắt cô không hiểu sao có chút ửng đỏ nếu ngươi không bao giờ tìm thấy một lần nữa thì sao cho dù biển cạn đá mòn cô ấy cũng là người vợ duy nhất của ta sau khi những lời này rơi xuống Hạ Ngưng San đưa lưng về phía quan thần cuối cùng không thể khống chế cảm xúc, nước mắt tuôn trào, bước nhanh ra khỏi lầu các, từ đó biến mất trong hành lang. Quan thần nhìn hình ảnh này không khỏi có chút hoang mang, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ, lúc này Hạ Ngưng San ở ngoài phòng lau đi nước mắt, một lần nữa khôi phục diện mạo lãnh khốc của nữ đế, truyền mệnh lệnh của chấm xuống, để viện trưởng đối xử với quan thần thật tốt, nếu quan thần có chút sơ suất, chấm để hắn hoàn toàn biến mất trong thần đô. Sau đó cô liền rời khỏi ngũ hành thư viện, một lần nữa trở lại cung đình thần đô, một lúc lâu sau, ngoài điện đột nhiên có một vị lão giả vội vã chạy tới khuôn mặt hắn kinh hoàng như có chuyện lớn phát sinh bệ hạ gần đây thế lực bát hoang bên ngoài đều đồn đại nam thiên châu ẩn thế mấy trăm năm hắc lên ma giáo đột nhiên suốt thời gian lần này chỉ sợ là có động tác lớn bộc phát lão giả nói xong sắc mặt hạ ngưng san trong điện không khỏi đại biến ngươi có biết tại sao họ xuất hiện không vi thần cả gan suy đoán e sợ là xuất hiện một vị tân nhiệm giáo chủ thần bí hạ ngưng san nghe vậy hai mắt ngưng trệ vẻ mặt sầu lo trầm giọng nói chú ý chặt chẽ động tĩnh nam thiên châu nghĩ biện pháp điều tra lai lịch thân phận tân giáo chủ và hành động tiếp theo của họ cùng một lúc một màn này cũng ở nam thiên châu trong cung của các đại nhân vật khác trình diễn người ngoài chỉ biết tứ đại hộ pháp tả hữu tôn sứ trong hắc liên ma giáo họ không hề biết còn có cổ cương độc vương nhân đồ tà vương lục chỉ ma quân chờ đợi những nhân vật đáng sợ đang du hành trong giang hồ trong lúc nhất thời mọi người nhao nhau bắt đầu bí mật điều tra rốt cuộc là ai có thể hàng phục thánh hỏa lệnh chấp trưởng cơ nghiệp khổng lồ của ma giáo mà lúc này quan thần là người khởi xướng nhưng vẫn bị vây trong thần đô thư viện thưởng thức thánh hỏa lệnh. Âm thanh nhắc nhở bên tai lại lần nữa vang lên, ép du lịch mang về đặc sản Long Đảo, tâm thần quan thần chấn động vội vàng xem xét, chỉ thấy trong đầu xuất hiện một quả trứng trắng như tuyết. Đặc sản Long Đảo lại là một quả trứng rồng, Thái Sơ đại lục không có biên giới. Trong ghi chép cổ xưa có một địa giới tên là Long Đảo, trên đó có những con rồng cổ xưa, quan thần thấy thế thổn thức không thôi. Nhìn vào dấu ấn kết cấu của nó, hẳn là Long tộc kiếm vương Long cực kỳ khan hiếm. Lúc này trong tiếng trứng rồng rơi xuống đất, một khe nứt xuất hiện, một ấu long to bằng bàn tay từ trong đó bay ra từ nay về sau ngươi sẽ được gọi là đại bạch đi quan thần cười nói long tộc từ khi sinh ra đã có thần lực không thể tưởng tượng được đầu kiếm vương long ấu tể này mặc dù nhìn như rất nhỏ nhưng nếu nó thúc đẩy thần lực có thể trong nháy mắt bành trướng hình thể đem toàn bộ thư viện che đậy nghe quan thần nói nó chớp chớp mắt tựa hồ là nhận ra cái tên này sau đó chóp mũi đột nhiên nhảy lên trực tiếp chui vào trong đêm tối thấy cảnh này quan thần cũng không ngăn cản đây chắc chắn là đại bạch ngửi được mùi thức ăn ra ngoài kiếm ăn khoảnh khắc tiếp theo sơn môn kỳ sơn tông cách thần đô 300 dặm hộ sơn thần thú thiên phượng lôi vương giao đột nhiên mở to hai mắt gắt gao ngẩng đầu nhìn về phương xa dường như có một mối đe dọa khủng khiếp đang tiến về phía nó mức độ chấn áp của huyết mạch làm cho hô hấp của nó đều sinh ra ngưng trệ sau đó một tiếng gầm nhẹ bất an của nó truyền ra lúc này chấn động mọi người là thần thú hộ sơn của kỳ sơn tông thiên phượng lôi vương giao thực lực đã tới đại tông sư đỉnh phong ngay khi trong lòng tất cả mọi người suy đoán đến tục cùng là thần thánh phương nào có thể làm cho lôi vương giao sợ hãi trên bầu trời đột nhiên hiện ra một quả dưa khổng lồ màu trắng bạc một cái tát trực tiếp đánh bay thiên phượng lôi vương dao sau đó một cái miệng khổng lồ lộ ra đem lôi vương dao người đầy máu nuốt vào trong bụng cả kỳ sơn tông mọi người ngơ ngác nhìn một màn này cảm giác trùng kích thị giác mãnh liệt đánh tan tâm thần mẹ ơi vừa rồi đó là rồng một con rồng ăn thần thú hộ sơn của chúng ta Phong nhãn toàn bộ thái sơ đại lục long tộc đều cực kỳ thưa thớt đừng nói xung quanh ngũ hành vương triều mấy ngàn năm chưa từng thấy một con ngay cả ở bên ngoài cũng rất khó nhìn thấy Tin tức này đương nhiên không thể che giấu, hỏa tốc truyền ra bốn phương tám hướng. Biết được tin tức, sắc mặt Hạ Ngưng San cũng kịch biến. Đầu tiên là hắc ma giáo tái hiện thế gian, sau đó lại là một con chân long màu trắng như tuyết xuất hiện gần thần đô. Hơn nữa theo đại năng giả suy đoán, thần long này chính là bị người nuôi dưỡng. Rốt cuộc là cao nhân như thế nào mới có thể lấy thần long làm sủng thú? Hắn xuất hiện ở phụ cận thần đô ý muốn như thế nào? Thân là đương kim ngũ hành quốc chủ, Hạ Ngưng San cảm thấy áp lực cực lớn. Cô nhất định phải bảo vệ tốt Giang Sơn này, vì nếu cô ngã xuống, phu quân của cô sẽ mất đi cảng tránh gió ngươi lập tức đi tới địa tạng tự mời sư tôn xích nguyệt thiên sư của trẫm rời núi hạ ngưng san phất tay áo đem một khối ngọc hoàn thời thơ ấu giao cho liễu vận chi nghe được cái tên này thần sắc liễu vận chi không khỏi động dung sau đó liền lĩnh mệnh thối lui trong khi đó ngoài cửa thành thần đô xuất hiện một đám nhân sĩ ăn mặc kỳ lạ khí tức trên người bọn họ đều là dị thường trầm trọng hùng hậu nhưng lại ẩn nấp thật sâu trong cơ thể không có nửa điểm lộ ra ngoài lúc này thanh niên áo đen cầm đầu đưa mắt nhìn cửa thành nhẹ nhàng mở miệng bản hộ pháp đã nhận được mật thư thánh hỏa lệnh truyền đến giáo chủ không hy vọng tạo thành chấn động quá lớn cho nên hôm nay chỉ cho phép một mình ta gặp mặt giáo chủ lời nói hạ xuống nhiều đường chủ phía sau đưa mắt nhìn nhau phong đại hộ pháp thuộc hạ cả gan xin hỏi vị tân nhiệm giáo chủ này rốt cuộc có lai lịch gì phong đại hộ pháp tên là ninh phong chính là đứng đầu tứ đại hộ pháp một thân hắc sam vũ vương thực lực nghe được phía sau nhiều vị đường chủ hỏi hắn nhẹ nhàng lắc đầu trả lời lai lịch thân phận giáo chủ mới nhậm chức bổn hộ pháp cũng không thể nào suy đoán nhưng các ngươi chỉ cần nhớ một chút, nhân công thánh hỏa lệnh nguyện ý quy thuận, chắc chắn là tương lai của ma giáo. Dứt lời nhiều vị đường chủ đều gật đầu tin tưởng không nghi ngờ. Ngoài ra, nghe nói nơi đây mấy ngày trước có tôn thần long qua lại, kinh khởi sóng lớn lao, bản hộ pháp cảm thấy nó hẳn là bị thuần phục. Trong ngũ hành thần đô, sợ là cất giấu một thế ngoại cao nhân ghê gớm, trước khi bổn hộ pháp trở về, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh giáo chủ trách phạt vô cớ gây thêm phiền phức. Đông đảo đường chủ cùng kỳ chủ hai mặt nhìn nhau có chút chấn động thần long thường lui tới cực kỳ hiếm thấy sau đó không chần chừ nhao nhao lên tiếng nhận lời khoảnh khắc tiếp theo ninh phong đã đi tới ngoài cửa thư viện thần đô lúc này tâm thần có chút khẩn trương sau khi hít sâu vài hơi mới chắp tay lên tiếng giáo chúng ninh phong đến thăm kiến giáo chủ đại nhân nói xong liền có tiếng đáp lại vào đi ninh phong nghe vậy lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi gặp giáo chủ mới nhậm chức tâm tư gợn sóng phập phòng khó có thể nói nên lời loại khẩn trương này so với bất kỳ chàng diện nào đều có cảm giác áp bức khi hắn đẩy cửa bước vào quan thần đang cầm một quyển sách cổ cúi đầu suy nghĩ lúc này trong lòng quan thần cũng đang bồn chồn chính mình một phàm nhân không hề tu vi lại muốn gặp một vị cao thủ ma đạo lúc này hắn chỉ có thể giả bộ như thế ngoại cao nhân vừa rồi có thể kinh sợ thuộc hạ trước mắt mà quan thần lại không biết lúc này hắn được thánh hỏa lệnh gia trì trên người đã hiện ra cảm giác thần bí không cách nào hình dung mà ninh phong thân là ma giáo giáo chúng giờ phút này cảm giác mình đường đường là thực lực vũ vương cảnh nhưng lại giống như dương bát chưa đánh mê chết hôn thịt mà an vô áp bức lực thật đáng sợ dường như ta không thể thở được. Ninh Phong lúc này thần sắc tái nhợt cực độ khẩn trương, trái tim đập thình thịch, hắn căn bản nhì không thấu quan thần chút nào, tựa như đang đối mặt với một lỗ đen sâu không thấy đáy. giờ này biểu hiện phi thường thong dong, nghĩ đến cao thủ chân chính đều tích chữ như vàng, quan thần liền phất tay áo chỉ lên ghế bên cạnh nói mời ngồi. Ninh Phong nghe vậy sợ hãi quỳ một gối xuống, thuộc hạ không dám, mà quan thần lại đánh giá thấp độ trung thành của ma giáo giáo chúng, phong mắt nhìn khắp hắc liên ma giáo đến giáo chúng bình thường, lên tới lục chỉ ma quân đều là trung thành và tận tâm không ai dám vi phạm thánh hỏa lệnh trí cao quan thần nghe vậy buông sách cổ xuống nhìn ninh phong quyền quay về giao lộ người này là đang tự mình dọa mình sao mà vào lúc này trong cổ tay áo quan thần đột nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ chớp đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn ninh phong mà ninh phong trong nháy mắt ngẩng đầu cũng nhìn thấy tiểu tử này nhưng chỉ nhìn thoáng qua trong đầu ninh phong vang lên một tiếng ầm ầm cả người trực tiếp cứng ngắc tại chỗ câu nói không kiểm soát được thốt ra trời ạ à, long sủng giáo chủ ở trên xin nhận ninh phong bái một lạy ninh phong không dám bất kính trong lòng chấn động vội vàng dập đầu đại lễ với quan thần quan thần thấy thế giờ khóc giờ cười mặt ngoài không chút kinh hãi đứng dậy đi miễn lễ lần này cho ngươi đến đây là hy vọng ngươi có thể thay bổn tọa tìm kiếm một người ninh phong nghe vậy liền cảm thụ sủng như kinh sợ giáo chủ đại nhân ba ngàn giáo chúng ma giáo đều nghe một mình ngài sai khiến ngài có phân phó gì thuộc hạ liền vận dụng nhân lực toàn giáo quan thần nghe xong lại lắc đầu không cần gây chiến bí mật tiến hành là được rồi việc này không thể để cho quá nhiều người biết sau đó liền đưa một quyển sách cho Ninh Phong. Trên đó ghi lại chi tiết vợ Hạ Ngưng San, vợ mất tích đến nay đã đủ tháng. Quan thần lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể mượn lực của Hắc Liên Ma giáo. Ninh Phong cất sách xong liền lĩnh mệnh lui ra, xoay người đi tới nơi mọi người ma giáo hội hợp. Lúc này tám đại đường chủ của 24 kỳ chủ đang tụ tập ở đây. Phong đại hộ pháp, tân giáo chủ này ngươi có thấy không? Ninh Phong nghe vậy lại thở dài một hơi, lai lịch giáo chủ đại nhân không thể nào đoán được, sợ là một vị tuyệt thế cao nhân không cách nào tưởng tượng được. Có giáo chủ ở đây, Hắc Liên Ma giáo tương lai có thể tới, một câu nói vừa dứt, mọi người lập tức hít sâu khí lạnh. Hắc Liên Ma giáo đã sừng sững muôn năm, không chỉ có thực lực cường hãn nội tình cũng có chút thâm hậu. Hôm nay Phong Đại hộ pháp lại xưng Ma giáo tương lai khả kỳ, đủ để nói rõ năng lực của giáo chủ nghịch thiên cỡ nào. Lúc này mọi người đều nhìn Ninh Phong tiên kiến phong thái của giáo chủ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, vô cùng hâm mộ, lại nhìn thấy quần áo sau lưng đã sớm hoàn toàn ướt đẫm. Trong khoảng thời gian ngắn thần sắc mọi người khiếp sợ đều lâm vào giải ra. Trong khi đó, Hạ Ngưng San khôi phục hình dáng lại đi tới thư viện làm nữ đế cô vốn không nên nhiều lần cải trang tư tuần nhưng cô đối với quan thần thật sự là quá mức tưởng niệm công tử ngươi đã tìm thấy người thân của mình chưa quan thần nghe vậy thở dài một tiếng vẫn không có bất kỳ tung tích nào nhưng ta sẽ không bỏ cuộc hạ ngưng san nghe xong muốn nói lại thôi tuy rằng hiện tại cô hận không thể lập tức nhào vào lòng quan thần nói với hắn rằng vợ hắn đang ở ngay trước mắt nhưng thân phận hôm nay lại trở thành điều khó nói thật không giấu diếm trong thần hầu phủ đang thiếu một vị họa thư tiên sinh ta thấy công tử đọc thuộc cổ quyển có ý đồ Hạ Ngưng San muốn quan thần dọn vào trong cung để bảo vệ chồng tốt hơn, nhưng không ngờ quan thần nghe vậy lại lắc đầu liên tục, đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng phu nhân nhà ta có thể ít ngày nữa sẽ trở về, nếu ta đi rồi nàng trở về liền không cách nào tìm được ta. Hạ Ngưng San thấy vậy đành phải thôi, niệm niệm không nỡ trở lại cung đình. Một lát sau, Thanh Y mang theo một phần mật lệnh vô cùng lo lắng chạy tới, bẩm bệ hạ, Hắc Liên Ma giáo có động tĩnh mới nhất. Trước đó, hàng chục thành viên cấp cao của Ma giáo, bí mật hội tụ ngoài thần đô thành, không biết vì sao. Nói xong, Hạ Ngưng San đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Điều này xảy ra khi nào? Vì sao ngay cả mật vụ thám tự nhiên không hề phát hiện? Thanh Y nghe vậy không người thi lễ, nô tỳ không biết. Hắc Liên Ma Giáo hành tung quỷ dị nội tình thâm hậu, thần đô mật thám ta tất nhiên là không thể phát hiện. Nhưng Hắc Liên Ma Giáo tự hồ đang âm thầm tìm kiếm một người. Người này đối với Tân Giáo chủ Ma Giáo tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Nghe Thanh Y báo cáo xong, Hạ Ngưng San không khỏi nắm chặt tay. Một thân vũ vương thực lực khuếch tán ra uy áp vô cùng lạnh lẽo, thật là vô liêm sỉ ma giáo muốn tìm người đến thần của trẫm đều làm gì biết họ đang tìm ai không thanh y nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất hành lễ thứ cho nô tỳ vô năng việc này vẫn là cơ mật cao cấp của ma giáo khó có thể tiếp tục điều tra sâu hơn hạ ngưng san nghe xong liền nhăn mày nhớ lại trầm tư hành vi cử chỉ của ma giáo gần đây trong nháy mắt cô bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng cực kỳ hoang đường nhưng rất nhanh liền bị cô ném ra sau đầu phu quân chỉ là người bình thường mà thôi sao mình lại có loại hoang tưởng này xem ra gần đây thật sự là mệt mỏi sau đó liền không theo suy nghĩ nữa tạm thời gác việc này lại mà lúc này trong quan thiên các một lão giả mặt đỏ bừng thở hồng hộc vọt vào nhanh lên quan thần có tin tức về vợ ngươi lão giả chính là trưởng lão tàng kinh các trước đây quan thần từng ủy thác lão giả hỏi thăm tung tích thê tử quan thần nghe vậy quyển sách trong tay rơi xuống đất cô ấy đâu rồi sắc mặt trưởng lão đỏ thẫm nói năng lộ xộn sáng nay ta thường ra ngoài mua sắm và nghe tin vương gia thiếu gia từng bắt đi một nữ tử rất trùng hợp với thời điểm vợ ngươi mất tích y mạo đặc thù cũng cực kỳ giống với thê tử ngươi nói xong một cỗ sát ý ngập trời từ thân thể quan thần bốc lên sau đó liền chạy tới tử lâu của vương gia thiếu gia khoảnh khắc tiếp theo quan thần đã đi tới cửa rượu âm phường lại thấy một đám nam tử phục sức hoa quý từ tử lâu đi ra trưởng lão tàng kinh các tức giận chỉ đó là họ một gã gia nô vương gia thấy thế nhíu mày trầm giọng gầm lên ai cản đường còn không mau tránh ra dứt lời liền cất bước tiến lên chuẩn bị đẩy quan thần ra có thể vỗ tay vào lòng lại phát hiện quan thần thân như bàn thạch không hề nhúc nhích tại hạ có một số vấn đề cần thiếu gia nhà ngươi trả lời Giọng nam tử thần đinh lạnh như băng, khốn kiếp, ngươi cho tiểu thiếu gia Vương gia ta là ai? Zano trừng mắt, dưới lưng hổ bối hùng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, chuẩn bị bóp nát đầu Quan Thần, Quan Thần thấy thế thần sắc âm trầm một trưởng đánh ra, trực tiếp đem Zano kia đánh miệng mũi phun máu, hàm răng vỡ vụn, thân thể hung hăng ném bay. Một màn này, trong nháy mắt làm cho thanh âm ồn ào trong sân yên tĩnh lại. Vương gia là truyền thừa thế gia thực lực hùng hậu, gia chủ đương nhiệm nhậm chức binh bộ thượng thư trong triều. Hôm nay lại có người đánh Zano Vương gia, mà Quan Thần cũng bất vi sử động. Nhìn chằm chằm Vương gia Thiếu gia Vương Cảnh Sơn nói: "Mấy ngày trước, ngươi có bắt cóc một cô gái áo đỏ không?" Vương Cảnh Sơn hơi nheo hai mắt lại cười nhạt nói: "Đúng thì như thế nào, hãy hỏi các thần trên và dưới, ai có thể định tội cho bổn công tử?" Trong nháy mắt lồng ngực Quan Thần bốc lên ngọn lửa giết người, Kiếm Vương Long tay áo trở về cũng nhận thấy được tâm tư chủ nhân biến hóa, lạnh lùng thò cái đầu nhỏ ra, giống như chỉ cần Quan Thần động thủ, nó sẽ ngay lập tức kích hoạt thần lực để gây ra sự hỗn loạn ở thần đô, để Vương gia toàn tộc chôn cùng, cô ấy đang ở đâu? quan thần gắt gao áp chế xung động muốn giết người từng chữ mở miệng nói bộ dáng như thế làm cho lòng người không khỏi sinh ra sợ hãi vương cảnh sơn thấy thế trong lòng cười lạnh thử hỏi thần đô vương triều quyền quý người nào dám không nể mặt phụ thân hắn hôm nay lại có một phàm phu tục tử cũng dám chất vấn hắn như thế cô ấy này đang ở trong phủ của bổn công tử nếu người có gan thì đi theo bổn công tử đi vương cảnh sơn thản nhiên mở miệng trong mắt híp lại cũng có một tia sát ý lượn lờ lời nói hạ xuống đội ngũ cũng đã đi về phía vương gia phủ trạch trưởng lão tàng kinh các khuyên can không được trơ mắt nhìn quan thần đi theo tại chỗ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có viện trưởng đại nhân mới có thể cứu hắn sau đó liền hỏa tốc về tới thư viện đi thẳng lên gác xếp của viện trưởng viện trưởng đại nhân cứu mạng thư đồng quan thần của chúng ta bị vương gia mang đi trò đùa vương gia là quyền quý trong chiều bắt thư đồng nhà ta làm chi trong lầu các truyền gia lời nói bình tĩnh lạnh nhạt hơi có tiếng nước chảy pha trà nhưng ngay sau đó một ngụm nước trà phun tung tóe ra cửa gác xếp bị hung hăng mở ra một vị lão tiên sinh tóc bạc phơ lao ra trước mắt khiếp sợ ngươi nói đó là ai quan thần trong lòng lão tiên sinh một mảnh sợ hãi vị thư đồng này chính là trọng điểm trong cung ngươi phải chăm sóc thất tốt phàm là có chút kém sót thư viện của mình thì xong rồi trưởng lão rất nhanh đem chân tướng giảng giải rõ ràng sau khi nghe xong viện trưởng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thân thể như nhũn ra sau đó nghẹn giống lên một câu lập tức triệu tập tất cả thư đồng tạp dịch trong thư viện sao chép mọi thứ cho ta trong khi đó hạ ngưng san ở hậu viện cung đình thần đô đang phục ở trước án chợt có một mật thám cấp tốc đến báo bệ hạ thần đô thư viện có dị động lão viện trưởng xuất lĩnh toàn bộ thư viện 376 người khi thế hung hăng lao tới nhà vương gia phủ sợ có một hồi bạo loạn xung đột hạ ngưng san nghe vậy nhất thời nhíu mày lão viện trưởng từ trước đến nay nhàn vân giật trí pha trà luận đạo thần đô đại học sĩ sao lại có hành vi côn đồ như thế mật thám nghe vậy không dám giấu giếm vội vàng nói được biết là do một thư đồng tên là quan thần gây ra sau đó liền tường thuật cặn kẽ chân tướng sự tình mà lúc này hạ ngưng san khi nghe vương cảnh sơn dẫn quan thần vào phủ trạch sắc mặt cô lập tức thay đổi càng có một tia tức giận hiện lên hai mắt lập tức phái đại nội cống quân phong tỏa phủ nhà vương gia mặt khác bảo vương khánh nguyên cút tới gặp trẫm thanh y nghe vậy trong lòng thầm than vương gia này xem như bị vương cảnh sơn hoàn toàn chơi xong sau đó liền lĩnh mệnh lao ra khỏi đại điện lúc này hạ ngưng san nhìn ra ngoài cửa trong mắt lộ vẻ sắc khí nếu quan thần gặp bất chắc ở nhà vương gia cho dù cô ấy trở thành bạo chúa cũng muốn phơi thay toàn bộ vương gia khắp nơi máu nhuộm sông đào bảo vệ thành một lát sau một trung niên nam tử ngoài đại điện cuống quýt chạy tới hắn đầu đội ô xa thân mặc quan bào, chính là đại thần trong triều vương khánh nguyên vừa rồi hắn biết được gia cùng thư viện người đọc sách bộc phát mâu thuẫn đang chuẩn bị mang theo 300 phủ binh thân vệ trở về lại nhận được thánh chỉ nữ đế tuyên triệu thần vương khánh nguyên bái kiến bệ hạ vương khánh nguyên quỳ xuống đất thần sắc tái nhờ run lẩy bẩy đại điện truyền đến lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cởi mũ cởi giáp cho vương thượng thư đưa tiễn cáo lão về quê vương khánh nguyên nghe vậy nhất thời kinh hãi hỏi bệ hạ ngài đây là vì sao con nối dõi vương gia ngươi đã làm những gì trong lòng tự biết rõ kể từ hôm nay chấm phế chức thượng thư binh bộ của ngươi lưu ngươi một mạng chó biến đi nữ đế uy nghiêm không thể ngũ nghịch thánh ngôn như sấm nổ ầm ầm tâm thần vương khánh nguyên lập tức sụp đổ hai mắt xảy ra vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra liền bị hai gã cấm quân hung hăng ném ra ngoài cửa mà vương gia quản sự đang chờ ở bên ngoài thấy một màn như thế đồng dạng ngốc tại chỗ hắn vốn là muốn mời gia chủ nhanh chóng trở về giải cứu khẩn cấp trăm triệu lần không nghĩ tới gia chủ bị cởi mũ quan cởi bỏ quan bảo bị cấm quân thị vệ ném ra như một con chó vương khánh nguyên lúc này tuyệt vọng giống to trước mắt buồn bã con à rốt cuộc ngươi đã gây chuyện với ai trong lòng hắn vô cùng rõ ràng nếu chỉ bắt cóc một cô gái tội không đến nỗi làm cho hắn mất chức vị trong chiều chỉ sợ vẫn là thư đồng tên quan thần kia hắn rốt cuộc có lai lịch gì đúng là làm cho nữ đế bệ hạ tức giận như thế vương gia ta bị nghịch tử ngươi hủy diệt vương khánh nguyên bi thống nằm trên mặt đất ngửa mặt lên trời kêu rên trong khi đó bên ngoài phủ vương gia rộng lớn trên đường phố thần đô lúc này mọi người thư viện cùng gia nô vương gia đánh nhau kịch liệt bỗng nhiên ở vị trí cuối đường xuất hiện một đội binh lính giáp trụ vũ trang đến tận răng là cấm quân cung đình đám người vây xem sợ hãi lui về trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ thanh y từ phía sau đội ngũ đi ra trực tiếp từ trong ống tay áo lấy ra một phần thánh chỉ ném ở trước mặt vương cảnh sơn kể từ hôm nay thần đô vương gia không còn tồn tại những hậu quả do chính ngươi gây ra cuộc đời này phải trải qua trong ngục tù dứt lời viện trưởng khiếp sợ ngẩng đầu lên trước mắt không thể tưởng tượng nổi vương cảnh sơn càng gắt gao chừng mắt nhìn nội dung trên thánh chỉ chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ lập tức hắn đột nhiên nhìn về phía trong mắt quan thần sợ hãi ngươi ngươi là ai cho dù là hoàn khố cùng không học vấn vô nghề như thế nào hắn cũng vẫn có thể đoán được khả năng nào đó cùng với nguyên nhân vương gia sụp đổ mọi người vây xem cũng suy đoán trong lòng quan thần rốt cuộc có thân phận gì lại nghe thấy tiếng quỳ phịch xuống đất chỉ thấy vương cảnh sơn vừa lăn vừa bỏ chạy đến trước quan thần liều mạng dập đầu đại ca làm ơn tha cho vương gia ta một con đường đi quan thần lúc này đối mặt với vương cảnh sơn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn chưa để ý tới xoay người khom người thi lễ với thanh y ở cửa đình viện cảm tạ cô nương tương trợ thanh y nghe vậy hướng về phía quan thần mỉm cười mở miệng nói tiểu thư nhà ta hẹn ngươi gặp trong kiệu cô ấy ở ngay ngoài cửa nghe vậy quan thần lập tức hiểu ra ta không có người thân trong tất cả các vị thần nào có hậu trường cứng rắn gì nếu quả thật có tin tức truyền đến tai nữ đế đó cũng có thể là người đã từng nhiều lần bạch sở cô nương đến thăm tàng kinh các gây nên quan thần rời khỏi đình viện vương gia Quả nhiên ở bên đường nhìn thấy một tòa kiệu vũ, hắn đi lên chắp tay thở dài, đa tạ Bạch cô nương giải vây. Phần tình nghĩa này Quan Mỗ ghi nhớ, trong kiệu truyền ra đáp lại: "Công tử không cần cảm ơn ta, vương gia hậu tự làm nhiều chuyện ác, ta chỉ báo cáo sự thật thôi." Nghe vậy Quan Thần không khỏi âm thầm kinh hãi, xem ra vị Bạch cô nương này ở trong cung thân phận rất cao, có thể có hiệu quả như thế. Ngay tại chỗ liền đem binh bộ thượng thư bãi chức, chứng tỏ cô cùng nữ đế quan hệ không nhỏ và được tin tưởng sâu sắc. Công tử có thể vì phu nhân ngài làm ra cử chỉ như vậy, dũng cảm không sợ vương gia hung man thật sự khó gặp nếu phu nhân của ngài biết được cô ấy nhất định rất cảm động hạ ngưng san ngồi trong kiệu dùng khe hở cửa sổ liếc trộm quan thần trên mặt ửng đỏ nhu tình sinh ra ở đây được phu quân này đời này đã viên mãn tại hạ tìm thế tử vội vàng cũng không nghĩ nhiều như vậy khiến bạch cô nương chê cười quan thần chắp tay trả lời đúng lúc này thanh y đột nhiên vội vàng chạy tới ở cửa sổ lẩm bẩm hai câu nhìn thần sắc có chút sầu lo nếu công tử không có gì đáng ngại vậy ta đi về trước trong cung còn có một số việc cần xử lý ngược lại có chút phiền toái hạ ngưng san nhíu mày sứ giả đại hành hoàng tộc phái ra đã sắp tới đàm phán về phân chia lãnh địa biên giới lần này sự tình liên quan đến vận mệnh và thể diện của cả ngũ hành vương triều nói là sứ giả nhưng kỳ thật là ba vị cường giả có thực lực đứng đầu nếu không đoán sai đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cố ý bới móc sau đó hai người liền từ biệt nhau trở về chỗ ở của mình màn đêm nhanh chóng buông xuống bên ngoài lầu các bắc phường nơi quan thần ở bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen ma giáo đại hộ pháp ninh phong nhẹ nhàng rơi xuống đất đứng ở ngoài cửa lầu các nhẹ giọng mở miệng giáo chủ ngài có việc phân phó quan thần khoanh chân mà ngồi chậm rãi mở hai mắt thần đô gần đây có phiền toái xuất hiện hay không ninh phong trầm tư hồi lâu mới trả lời trong quan thiên các quả thật có một tin tức nghe đồn đại diễn hoàng tộc phái nhiều cường giả muốn đến thần đô đàm phán về lãnh thổ bất quá theo thuộc hạ thấy đàm phán là giả âm mưu là thật mấy vị đại diễn cường giả này cũng không phải hạng người phàm tục thực lực cảnh giới của bọn họ đều là võ vương tả hữu rất có thể sẽ cậy động nội tình của thần đô có lẽ còn có thể hại đến mạch máu của thần đô." Lời nói hạ xuống, hai mắt Quan Thần không khỏi nheo lại, dựa theo tình hình như thế mà xem, chuyện phiền toái Bạch cô nương nói hôm nay, hẳn là cảm giác đến từ đại diễn hoàng tộc. "Có tin tức gì về người mà ta nhờ ngươi tìm không?" Quan Thần lại hỏi, vẻ mặt Ninh Phong căng thẳng vội vàng trả lời, "Xin giáo chủ cho thuộc hạ thêm chút thời gian. Đừng làm bổn tọa thất vọng." Mặt khác truyền mật lệnh bổn tọa, cho Đồ Tà Vương mấy ngày gần đây tới thần đô, càng sớm càng tốt. Ninh Phong nghe vậy quỳ xuống đất liền lĩnh mệnh lui ra mà đại bạch lại thò đầu ra từ dưới ống tay áo người người rồi ăn quan thần nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thì thào nói phu nhân thường nhắc tới có thủ tất báo có ân tất trả nhân tình thiếu nợ cần kịp thời trả lại bạch cô nương trong cung đã giải vây cho ta ta cũng không có đạo lý thờ ơ lạnh nhạt với uy hiếp của đại diễn hoàng tộc hú chi nếu vương triều xảy ra vấn đề chúng sẽ bị di rời quan thần vuốt ve đầu đại bạch đã hạ quyết tâm sẽ âm thầm trợ giúp thần đô một phen khi đứng dậy trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền ra thanh âm như sấm rền ngay sau đó khí tức vô hình khép lại truyền ra lực bức bách nặng nề ta đã đột phá quan thần thần sắc kinh ngạc mấy ngày nay ếch du lịch liên tiếp mang đến cho ta rất nhiều đan dược cùng truyền thừa quan thần lúc này cũng vì vậy mà rảo bước tiến vào cảnh giới đại tông sư với tốc độ này ta e là không cần một tháng ta có thể thăng cấp phi thường mở treo chính là sảng khoái tia chớp đã nhiều ngày không về rất có thể chuyến đi này còn tuyệt vời hơn quan thần âm thầm kinh hãi nhưng vào lúc này đại bạch duỗi lưng tựa như ác long rít gào quan thần giờ khóc giờ cười hắn biết đại bạch khẳng định lại đói bụng Thái Sơ đại lục rộng lớn vô biên, ta ở trong sách cổ biết được có rất nhiều cấm địa tồn tại, trong đó nơi cách thần đô gần nhất có một cấm địa tên là Yêu Quật. Nghe đồn trong Yêu Quật vạn thú chiếm cứ, Bách Vương tranh hùng hung tàn vạn phần, nhưng bởi vì chỗ phong ấn cấm chế không được ra ngoài, với tốc độ của ta, hẳn là chỉ cần vài canh giờ là có thể đến. Tối nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi một bữa tiệc thao thiết. Hai mắt quan thần chớp động, tay áo vung lên liền lấy dạ hành thần y ra khỏi không gian hệ thống. Quan thần bước một bước, hình dáng xuất hiện trên bầu trời thư viện, mây đen cuồn cuộn phủ kín ánh trăng, thân hình kiếm vương long khổng lồ lộ ra thế gian đại bạch vô cùng kích động quan thần gầm nhẹ rít gào rất nhanh xuyên qua tầng mây quyển vô tận thần lôi ầm ầm rong rủi rời đi trong khi đó phương đông cách thần đô vô cùng xa xôi giờ phút này đang có một hàng đội ngũ nhanh chóng chạy đi lá cờ tung bay in hai chữ to ngũ hành vị trí đầu tiên của đội ngũ có một khuôn mặt quen thuộc chính là địa tạng tự mời xích nguyệt thiên sư rời núi hộ quốc thần hầu liễu vận trì lúc này hắn đã hoàn thành sứ mệnh của nữ đế đang hộ tống khiển nguyệt thiên sư hướng thần đô thành chạy tới lúc này trong kiệu xích nguyệt thiên sư mặc phong bào cổ xưa sắc mặt ngưng trọng hắc liên ma giáo yên lặng 300 năm lần này xuất thế nghênh đón tân giáo chủ đúng là thế lực bát hoang bị dọa biến sắc nỗi lo lắng của san nhi không phải không có lý các ngươi phải nhanh chóng điều tra rõ lai lịch của vị tân giáo chủ này bởi vì tất cả cử chỉ của hắc liên ma giáo đều dừng lại đều ở dưới năm ngón tay hắn nói một câu ý muốn của ngài thậm chí quyết định sinh tử tồn vong của rất nhiều thế lực cổ xưa liễu vận chi nghe vậy vội vàng trả lời hiểu rồi xích nguyệt thiên sư lúc này một lần nữa nhắm mắt nhớ tới ái đồ số khổ của mình trong lòng không khỏi thương tiếc sa nhi là một đứa trẻ tội nghiệp lúc sinh ra trời dáng hắc ám dị tượng mẫu thân chết ngay tại chỗ có đại năng giả tính ra sa nhi đời này sẽ có hắc ám kiếp nạn kiếp nạn kia không biết sẽ giáng lâm hay không trong ngàn vạn suy nghĩ xích nguyệt thiên sư thở dài một hơi thật sâu nhưng vào lúc này phương xa thương khu trượt có mây đen áp tới tốc độ cực nhanh chỉ vài hơi thở liền trong nháy mắt đi tới bầu trời đội ngũ hắc vân cuồn cuộn thần lôi nổ vang khiến cho đại lượng thất thải thần câu hoảng loạn hí vang liễu vận chi ngẩng đầu lên hàn khí bộc phát thiên địa phong vân kinh biến chỉ thấy một đầu tuyết trắng thần long che khuất bầu trời như ẩn như hiện tại hắc vân thâm sâu thân hình khổng lồ uốn lượn đi tới lân giáp phập phòng không ngừng còn có một thân ảnh thần bí mặc trường bào màu đen đứng trên đầu rồng khổng lồ khí tức thâm trầm tựa như vực sâu không thể nhìn thấu chút nào cái này đây là con bạch long kinh hiện thần đô sắc mặt liễu vận chi hóa thành kinh hãi bước chân lột bộp lui về phía sau đột nhiên gió nổi lên thần sắc xích nguyệt thiên sư cũng thay đổi cô gắt gao kéo khung cửa xe ngựa trong đôi mắt phản chiếu thân thể thần long toàn bộ tâm thần đều bị kinh tuyệt như thế nó làm rung chuyển cả trời đất ai cao nhân phương nào khống chế thần long mà đi thanh âm không thể tin được từ trong miệng xích nguyệt thiên sư truyền ra cô trước mắt kinh hãi nhìn bầu trời trên đỉnh đầu tư thế thần long uốn lượn quanh quẩn trong mây đen hân ảnh có một không hai như thế người kia đi tới cấm địa yêu quật sợ hãi trong đoàn xe có tiếng thét chói tai truyền ra trong mắt họ chân long chính là đứng đầu ngàn vạn sinh linh người bình thường nếu nhìn thấy chính là dấu hiệu điềm lành chỉ khi nó thực sự đến gần mới có thể cảm nhận được loại long uy khủng bố này dọa người cỡ nào mưa gió rời đi mây đen cuồn cuộn xích nguyệt thiên sư khiếp sợ đồng dạng tràn ngập khuôn mặt từ xưa đến nay chân long chính là thánh thú trí cao vô thượng nhưng giờ phút này như lại có một cường giả thần bí không biết thân phận tự nhiên đứng trên đỉnh đầu thần thú loại cảm giác sung kích thị giác này tuyệt đối phá vỡ nhận thức là hắn cao nhân thần bí xuất hiện ở phụ cận thần đô chính là hắn liễu vận chi sợ hãi đến cực điểm bị long uy dọa đến gan mật muốn nứt ra ngài nói gì hắn đã từng xuất hiện ở gần thần đô xích nguyệt thiên sư hít một hơi khí lạnh người này đến tục cùng là ai và thần thánh phương nào khống chế thần long mà đi mặc hắc bào thánh y thân phận lai lịch của người này tuyệt đối khủng bố đến mức người phi thường có thể tưởng tượng có lẽ là thiên nhân cảnh có lẽ vượt qua thiên nhân xích nguyệt thiên sư không thể phỏng đoán bởi vì điều này đã đem cô xa xa nhận thức quang lên chín tầng mây trong đầu chỉ còn lại sự kính sợ đối với cường giả trí cao tuyệt thế thần nhân ngàn năm khó gặp như thế cũng nên là xích nguyệt khí vận của ta đến rồi mới có thể tận mắt chứng kiến tư thế kinh tuyệt đêm nay xích nguyệt thiên sư cả người run rẩy trước mắt sùng bái cho đến khi mây đen hoàn toàn rời đi, cô cũng không có rời ánh mắt đi một khắc. Vị trí xa xôi, quan thần đứng trên đầu kiếm vương long, bình tĩnh nhìn cấm địa yêu quật to lớn phía trước. Khi đến gần, một cỗ khí tức hung sát cổ xưa đập vào mặt, kèm theo mùi máu tươi nồng đậm, nơi này chính là yêu quật. Vạn thú chém giết bách vương tranh hùng, thiên đường của con người bị cấm đoán. Quan thần nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ thấy đại bạch gầm nhẹ một tiếng, kích động dị thường. Một con rồng vẫy đuôi liền giết vào yêu quật. Long uy á huyết mạch trí cao vô thượng bức cảm, tất cả yêu thú trong phạm vi trăm dặm hoảng sợ ngẩng đầu nhưng mục tiêu của đại bạch căn bản không phải là chúng một đường tiến lên đại bạch đi thẳng vào sâu trong yêu quật dọc đường có nhiều vị yêu vương cũng ngẩng đầu lên tâm thần căng thẳng như gặp đại địch cho đến khi thái bạch vẫn lướt qua đỉnh đầu vừa rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn thân thể thần long đại bạch trong mắt những yêu vương này cũng là một mảnh sợ hãi có vẻ như nó có mục tiêu tốt hơn quan thần nở nụ cười trong đôi mắt hắn phía trước xuất hiện một tòa thi cốt khổng lồ từ khí tức dao động mà xem mơ hồ là thần thú nào đó có huyết mạch trí cao. Nó đã chết trong nhiều năm, nhưng chỉ dựa vào uy áp của hài cốt, khiến cho yêu vương trong phạm vi trăm dặm cũng không dám tới gần. Đại tự bổ nhào xuống mở long khẩu ra, bạo phát ra lực hút cuồn cuộn, thôn phệ huyết mạch còn sót lại trên xương thước, sức mạnh này, nhưng so với những yêu thú kia có lực hấp dẫn quá nhiều. Nửa canh giờ trôi qua, lân giáp quanh thân đại bạch bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là ấu long, dường như kích thích tiềm năng huyết mạch sâu sắc hơn. Lân giáp tuyết trắng kia, ngay sau đó hiện lên từng sợi màu đỏ giống như hơi thở cực kỳ đẹp mắt đến lúc này đại bạch rốt cục cũng no bụng quanh co thân thể theo đường cũ trở về một người một thú lặng lẽ rơi xuống lầu các thư viện trong khi đó dưới cửa thành thần đô xuất hiện ba đạo thân ảnh bọn họ khoác đại diễn phong bào sau lưng khắc ấn một vòng nhật nguyệt tinh thần khí tức nội liễm cực kỳ trầm ổn khi ngước mắt lên nhìn bảng hiệu thần đô to lớn khóe miệng ba người đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hay trong một tòa thành trì đồ sộ đáng tiếc không lâu sau nơi này sẽ mất đi tất cả uy tín đi thôi để thần đô nữ đế nhìn xem sự tuyệt vọng một ngạt là gì ba người theo phía sau mỉm cười nhàn nhã lững thững đi về phía cổng thành uy áp thuộc về vũ vương cảnh chảy xuôi dưới chân mỗi bước ngã đều tựa như muốn đem cả tòa thành bị nghiền nát